núi cao lắm, như mấy cái bạch đàn cao kia quất lắm, thì cái ông đó ông mới lên ông mới xin mình để mà mình cúng kính này kia ông cúng. À, từ quê hương rời bỏ quê hương lên thành phố lập nghiệp thì cũng hay dừng lại thắp một nén nhang và bức tượng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An. Và chính xác hơn cả là đây là một cái tuyến đường quốc lộ 1A nối từ các tỉnh miền Tây lên lại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và ở giữa nơi này thì cô bác quý anh chị có thể thấy được rằng hình ảnh một bức tượng mẹ hay còn đang đứng ở giữa trục lộ chính như thế này. Và để tìm hiểu thêm về điều đó thì mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ cũng như là em Phong Bụi vào viếng ngôi chùa có 102 như thế này nha. Khi bước vào ngôi chùa thì chúng ta thấy một cái hồ nước, hồ sen và bức tượng mẹ ở đằng sau. Hai bên này xe vẫn cứ chạy tấp nập à. Mọi người có thể thấy là cái sự linh thiêng ở đây lúc nào cũng có nhang khói hết nè. Và đây là tượng Phật Bà nha, nằm ở thuộc chùa Liên Hoa. Nhưng mà hướng từ miền Tây ngược lại á thì mình sẽ thấy được ngay cái bảng chùa. Từ miền Tây lên Sài Gòn thì đấy đó là chùa Liên Hoa. Nhưng mà mình nhìn tổng thể ở đây thì hình ảnh một tượng Phật Bà đang nhìn hướng về Sài Gòn. Ở phía trước này thì chúng ta có thể thấy được đây là một cái ao sen nè, đó là một cái bắc thiên hương. Hai bên thì cứ xe chạy liên tục không. Chào chị. Ở chị mua bông lên cho mẹ thôi. Dạ. Chị mua bông chị dâng cho mẹ tay dưới đó. Ủa? Này là thuộc của chùa luôn hả chị? Không, này ngoài đường này, đứng ngoài đường hồi đó giờ lâu lắm rồi. Rồi có một người đó bị đi sớm á. Người đó trúng số rồi người ta mới xây cấp đây cho mình. Vậy hồi xưa là bức tượng này như thế nào chị? Mẹ bức tượng này à? Thì ngày xưa cây cối cao lắm, như mấy cái bạch đàn cao kia quất lắm. Thì cái ông đó ông mới lên ông mới xin mình để mà mình cúng kỉnh này kia. Ông trúng số rồi cái ông lên xây cấp đây cho mình. À, em thấy nó lạ cái là nằm ở giữa lộ. Ừ, là mẹ hướng về này là thành phố Hồ Chí Minh mình rồi. Rồi em vô thắp nhang cho mẹ linh lắm. Như nói cho chị được mẹ phù độ phù hộ gì chưa? Đó, có chị mới lên thì vô mấy ngày dằm 14 hoặc 29 rồi đó là chị lên đây. À, chị ở đâu ta? Ở đây Tiền Giang, ở Tiền Giang. Ủa, xa chưa hả? Dạ, chị về Tiền Giang nè. Như vậy là chị gái vừa rồi là ở Tiền Giang. Phải chạy xe máy từ Tiền Giang lên đây là phải 30-40 cây số anh Hồ. Đúng rồi. Và để chị để thắp nhang cho mẹ một năm thôi. Lúc đầu thì tượng mẹ chỉ là một cái bức tượng nhỏ nằm ở giữa lộ. Và sau đó thì được một cái người trúng số đã xây lên cái bức tượng lớn hơn. Và hiện giờ thấy lúc nào cũng nhang khói đầy hết hả? Nhưng mà điều đặc biệt đó là chùa Liên Hoa này lại chùa không sư, rồi cũng không ni cô luôn. Mọi người có lòng thành thì đến đây cứ mong cho gia đình mình được bình an hay như thế nào đó thì sẽ đến ngôi chùa này. Và đặc biệt là chùa mình thấy không có mái dòm luôn ha. Độc đáo kìa. Đây là cái ở trong cái khuôn viên ngôi chùa nè. Nếu như mà nói về độ độc lạ, độc đáo của chùa thì một là ngôi chùa nằm ngay giữa quốc lộ, chia cái quốc lộ này làm hai hướng đi, hai chiều. Một hướng lên Sài Gòn và một hướng về miền Tây. Nhưng ở đây là mình thấy là không có một cái người quét dọn hết nè. Nhưng mà Phật tử đến thắp nhang rồi biếng mẹ thì sẽ thấy rằng là có rất là nhiều bông trái và khá là sạch sẽ. Anh em mình không ăn vớ mà thấy cái lối đi sạch sẽ ra ha. Anh thấy không? Nhang lúc nào cũng đầy khói hết à. Quan Âm thị hiện phổ độ chúng sanh, bình sanh hạnh thiện, thiên gia phước. Đọc chữ bên đây không?
nhớ thì không ai nhớ nhược hoặc nhược thị ngũ ngoan thọ hoa ương. À, bức tượng mẹ Quan Âm thì được làm bằng đá này, chắc là đá cẩm thạch quá, đá nguyên khối à. Đá nguyên khối và cao, em ước chừng là cao tầm khoảng 2.5 m á ha, 2.5 m khá là cao. Và gần như là ai đi ngang qua quốc lộ 1 cũng thấy bức tượng nằm ở giữa lộ đó, nằm một giải phân cách. Chia sẻ với mọi người là cái đoạn phía trên kia là cái giải phân cách nó khá là hẹp, nhưng mà tới đoạn này thì phải phình ra như thế này. Và tượng mẹ và khuôn viên ở bên trong tượng thì làm một cái giải phân cách rộng từ bên lan can bên này sang lan can bên này thì mình ước chừng là khoảng 7 m á. Anh đã trước quay cho mọi người xem cái khung cảnh bên trong để thấy là nằm ở giữa quốc lộ như thế nào. Đây nè, đây là một hướng từ Sài Gòn chạy về các tỉnh miền Tây, và hướng ngược lại đó là các tỉnh miền Tây lên lại Sài Gòn. Và mọi người có thể nhận thấy rõ thì xe thì cụ thì cứ tấp nập, và việc mà một cái ngôi chùa nằm ngay giữa một cái tuyến đường quốc lộ như thế này là một điều cũng khá là linh thiêng. Khi lúc nãy Bùi Hồ với lại em Phong cũng có nhận được một chị ở Tiền Giang lên và chia sẻ về sự linh thiêng của mẹ như thế này. Ở đây là một cái hàng rào lưới bơi 40 đó mọi người. Đây, bây giờ thì mình sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem ha. Đây là một cái hồ cá. Ở đây có một cái khu hồ non bộ. Ở đây là có các tượng Phật nữa nè, các một ngôi miếu, các thành thờ. Lúc nào cũng ở đây cũng cái không gian đó, nó rất là sạch luôn. Và mọi người có thấy một cái bức tượng rất là đẹp, và cái khuôn viên thì cũng khá là rộng ở trên cái quốc lộ này. Ở đây thì trồng cái các hàng mai nè. Ôi, lần đầu tiên mà thấy được cái cảnh gì luôn á Phong, nằm ở giữa quốc lộ luôn ha. Và phía trước này xây một cái ao sen khá là mát. Nãy giờ có một chị gái nói là bức tượng á hướng về lại thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng bà con xung quanh cũng có chia sẻ là gần như là dân miền Tây ở dưới miền Tây mà khi mà lên Sài Gòn lập nghiệp á thì hay dừng lại đây thắp nén nhang như một cách để mẹ phù hộ cho cái việc xa quê hương lên một cái vùng đất lạ làm ăn một cách thuận lợi hơn. Cho nên là bức tượng mẹ xây về hướng Bắc, hướng về lại Sài Gòn. Và mọi người có thể đi ngang qua xã Nhị Thành thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, và chạy chậm chậm nha, gần bưu điện Cầu Vôi á, mọi người sẽ thấy được là một bức tượng nằm khá là cao. Và lúc nào về đêm thì khá là sáng đèn. Lúc trước mà khi mà chưa có đường cao tốc á thì cái ở khu vực này có rất là nhiều cánh tài xế đi ngang qua thắp nhang cho cái chuyến hành trình luôn luôn vạn dặm bình an. Ở đây thì mấy cái kiện ở đây cũng có người chăm sóc rất là kỹ, lặt lá mai nè, rồi tỉa canh luôn nè. Ồ, khá là lạ ha. Ở đây các bác hương thì không bao giờ, lúc nào cũng ngút khói hết, là không bao giờ tắt. Bây giờ vô vào bên trong cho mọi người xem một lần nữa. Nằm ở giữa quốc lộ nha mọi người. Đây là một cái giải phân cách luôn nè, và có thể thấy là lúc nào cũng có người quét nước hết à, có sọt rác sẵn luôn. Và đi vào thì tụi mình phải để giày dép ra. Ở đây có những cái ống nước để tưới cây luôn á. Dạ. Ở đây là hai cái bức tượng đầu tiên khi mà đặt chân vào khuôn viên chỗ tượng mẹ Quan Âm á, đó là hai bức tượng tiêu diện hộ pháp. Tiêu diện hộ pháp và bên trong thấy trên tay của mẹ có một cái nhánh bông luôn, có người cắm sẵn luôn nè. Mình đang tìm nhang để đốt đó.
ta đốt sẵn đèn dầu luôn anh. Độc đáo ha. Nghe anh nghe tiếng tiếng niệm Phật không? Ừ. Có một cái lô niệm Phật ở đâu đây nè? Ủa, ở đâu vậy? Ở trên lâu mình đó. À đây nè. Vì cái sự linh thiêng của mẹ đã phù hộ cho rất là nhiều người, nên ngay tại giữa quốc lộ như thế này, một cái hình ảnh bức tượng mẹ rất là lớn đang nhìn về Sài Gòn. Anh Hồ vô thắp nhang đi anh Hồ. Ở đây là một bức tượng nằm ở giữa quốc lộ mà khá linh thiêng. Cánh tài xế Nam Bắc khi mà đi ngang qua đây hay dừng chân cầu cho cái chuyến đi được vạn dặm bình an. Những bà con miền Tây từ quê hương rời bỏ quê hương lên thành phố lập nghiệp thì cũng hay dừng lại thắp một nén nhang. Và bức tượng mẹ nằm ở dưới quốc lộ đã phù hộ cho khá là nhiều người linh thiêng. Và để xây bức tượng này thì người đã xây kiến trúc đã tính toán những cái yếu tố phong thủy. Ở phía sau lúc nào cũng có một cái hồ nước sen, và phía trước cũng vậy, như một cái nơi để tạo cho cảnh quan của bức tượng mẹ này mà giữa quốc lộ. Và chạm khắc thì ở đây thì chắc là bức tượng cũng khá lâu, cho nên là có dấu hiệu là nhuốm màu thời gian. Còn riêng cái áo mẹ thì lúc nào cũng khá là tươm tất, là sạch sẽ. Đây có những cái để những cái dĩa như thế này để những Phật tử đi ngang á có thể là chìm đến đây vào đây. Về đêm mà mọi người đi ngang qua sẽ thấy tượng mẹ khá là sáng đẹp lắm nha. Ở đây bật đèn tối ngay à. Nếu mà về góc độ mà giao thông á, thì nếu như mà ở giữa cái con đường như thế này á, mà chiếm một cái diện tích lớn, một cái phần như thế này á, thì nó phải liên quan một đến một cái yếu tố phong thủy nào đó đúng không? Bây giờ thì mình ra phía trước mình ghi hình cho mọi người xem rồi kết thúc đoạn clip luôn anh Hồ. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là có một cái hồ sen ở trước này. Đây nằm ở giữa lộ luôn, giữa quốc lộ luôn nha mọi người. Tượng mẹ Quan Âm. Ở trước này thì còn có một vài bức tượng nữa. Tượng mẹ Quan Âm đang ngồi nè. Rồi đây cũng là một tượng mẹ Quan Âm nữa. Mọi người thấy tượng mẹ nằm giữa quốc lộ chiếm một cái diện tích khá lớn, và con đường được uốn nắn rộng ra để bao bọc xung quanh tượng mẹ. Đứng ở đây mọi người thấy rõ hơn ha. Khi mà mọi người nhìn xa thì mới thấy được là cái bức tượng của mẹ lại nằm ở giữa cái trục đường quốc lộ chính. Bây giờ thì mình đọc lại địa chỉ để kết thúc đoạn clip luôn ha mọi người. Nằm ngay tại xã Nhị Thành thuộc huyện Thủ Thừa ở tỉnh Long An. Tượng mẹ nằm ngay quốc lộ 1 luôn. Chỉ cần đến xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An hỏi thăm tượng mẹ thì gần như là bà con ở đây có thể chỉ cho mọi người rõ hơn. Cảm ơn các bác anh chị đã theo dõi đoạn clip này của Phong và anh Bùi Hồ. Hôm nay thì Bùi Hồ với em Phong Bụi cũng giới thiệu một cái địa điểm tâm linh khá là đặc biệt. Một bức tượng mẹ đang đứng rất là uy nghiêm, đang nhìn về Sài Gòn, trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, ngay tại quốc lộ 1 của tiếng nói từ miền Tây lên lại thành phố Hồ Chí Minh. Mong cô bác quý chị mà có đi ngang huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An, chính xác là gần bưu điện Cầu Voi, thì có thể ghé đây để mà thắp một cây nén hương trước tượng mẹ cũng như là cầu an, mong một sự bình an. Chào và hẹn gặp.